anh em. Thì cái hồ câu này thì mình có quay phim cho anh em xem hôm trước rồi, cái hôm mà trộn mồi xong rồi đi về đấy. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì hồ câu này vẫn đóng cửa nha anh em. Ở trong này thì còn một hồ câu nữa là hồ câu Tân Ngải 100. Còn hiện tại cái hồ mình đang review cho anh em xem đây chính là cái hồ câu Vân Dũng, giá có 100.000. Đây thì mình anh em check hồ cho anh em xem. Thì cái hồ này như anh em mà theo dõi kênh mình thì rất chi là nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn những anh em mới vào thì mình xin nói luôn. Đấy, đây là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, bên cạnh hồ nhà Lượng mà hôm trước mình review cho anh em xem đấy. Đây cái điểm câu. Điểm câu thì cái điểm này này, ngay ở cổng vào luôn. Điểm câu ngay ở cổng vào luôn nhá. Cái điểm câu này anh em ngồi câu ở chỗ này này, thì anh em câu không cần quá xa, anh em câu khoảng một tầm cần cho mình thôi, thế là ok rồi. Và có một điểm câu nữa hay lên cá đấy, nó là cái điểm ở trong tường trong này đó anh em, cái điểm câu ở trong tường trong này này đó, cái điểm câu ngồi cái bờ thoải đây anh em, cũng khá chi là lên cá. Và anh em đánh thì đánh ở đấy thì cũng chỉ đánh hơn một tầm cần thôi. Thì mình cũng đang rất chi là mong chờ đến cái ngày mà cái hồ này người ta mở lại thì mình sẽ đi câu. Đang đi gặp cô bé nào mà yêu đời thế, hát to tướng. Ôi, anh em mới tầm phép nó sủi này. Hồ này thì từ mùa dịch đến hôm nay đóng cửa là mình thì mình không biết, nên là hôm trước mình mới vác cần xuống thì là bị đóng cửa đấy. Chứ còn hồ này để mà hôm mà nào mà khai trương mà mở lại mình câu thì anh em xem video này chắc là mắc phê luôn. Đây mình giới thiệu Ê, một vài anh điểm em nữa cho tiếp anh tục em nhé. nha. Thì vừa xong là cái điểm ở bên cạnh gốc cây này, ngay cái điểm cổng vào luôn. Và một cái điểm nữa người ta hay câu thì mình vừa chỉ rồi. Đây còn ở bên này thì có điểm này câu nữa thì đẹp này anh em. Ôi cha, ôi cha, ôi cha, con sụp to thế chạy anh em ạ. Thì đây, thì anh em vừa vào cổng một tí thì đi ra thì sẽ thấy cái chỗ này đó. Đó anh em thấy đây, chỗ này ngồi ở đây. Ở cái hồ này anh em cũng không đánh xa nhá, anh em đánh cho mình cứ toàn khoảng một tầm cần rưỡi thôi, một tầm cần rưỡi, một tầm cần thôi. Ui thôi cá nổi này anh em ơi, ui giời cá hôm nay nổi rất là nhiều này, không biết anh em có nhìn thấy không nhỉ. Ôi ôi, anh em ơi, rô phi, toàn là rô phi thôi. Rô phi bằng bàn tay nổi. Úi. Rất chi là đông cá nha anh em. Không biết anh em có nhìn được không? Mình thử zoom to hết cỡ lên xem nào. Thì do là mình quay ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống cả mè con anh em ạ. Mè con với cả rô phi nổi lên rất chi nhiều, đen cả mặt nước luôn ở cái chỗ bên này này. Rồi, ok. Thì mình nói sơ qua với cái hồ câu Vân Dũng này nhá. Điểm kia, điểm này và điểm này. Và một điểm nữa là ở chỗ cái mộ kia kìa. Bên kia nó có ba cái mộ. Thì anh em ngồi anh em đánh vào bên trong tường cho mình. Và ở trên và một điểm, thêm một điểm nữa là ở cuối hồ, ở trong mép tường. Đó, ở cuối hồ đây này, hướng này này anh em. Đó, cuối hồ sát sát mép tường trường Cao đẳng Công nghệ Cao. Thì những cái điểm này thì hay lên cá nha anh em nhé. Và nếu mà anh em những cái điểm này mà hết chỗ ngồi rồi, hết người ta ngồi hết rồi ấy, thì anh em có thể đánh ở cái chỗ cây trứng cá đây. Qua cây trứng cá đây thì từ đấy đổ dải lên trên. Nhưng mà anh em câu ở điểm đấy là cá nó cũng khá chi là tụ. Nhưng mà anh em lưu ý giúp mình là ở đấy thì nó sẽ có gốc cây. Và cái mực nước ở đây thì nó sâu bao nhiêu anh em? Mực nước ở đây thì như ở đằng này, cái đằng mình đang quay phim review cho anh em xem, thì mực nước ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 2,5 m, 2,5 m, 2,7 m, 3 m anh em nhé. Thường thường nó rơi vào khoảng tầm này, nó rơi vào khoảng 2,5 m nước. Như ở đây đánh khoảng ra khoảng một tầm gần rưỡi là nó rơi khoảng 2,5 m nước, 2 m. Thế còn ở bên trong đảo kia, chỗ cái ba có ba cái ngôi mộ kia thì nước ở trong đấy nó rơi vào khoảng tầm 1,8 m anh em nhé. Và cái điểm sâu nhất hồ thì là ở bên cuối hồ. Cuối hồ từ đằng này nhìn sang thì bên đấy nó sẽ là bên sâu nhất. Đó, cá trôi vừa thở này.
thì do là dịch bệnh nên người ta cấm câu, nên là cái hồ câu này bất cứ hồ câu nào cũng thế thôi, thì nó khác gì là cá thả đâu đúng không anh em. Thì khi mà được câu lại thì cá chắc chắn là nó sẽ ăn rất là mạnh, bất kể là ngày nào, chỉ cần mình biết ngày nào thôi, người ta cho câu lại mình chắc chắn là mình sẽ đi. Mà hôm đấy mà móm nữa thì chắc là bẻ hết cần đi anh em, chứ câu làm cái gì nữa đúng không. Đó, ngày xưa ở đây thì có một cái điểm cực kỳ hot này. Ngày xưa ở đây thì anh em nhìn đến đây thì anh em nhìn vào trong tường. Đây, cái trong tường ở chỗ này này. Đó, anh em nhìn vào trong tường ở chỗ này. Ở sau nhà ở đây thì nó sẽ có một cái cầu ao, cầu để cho người ta câu cá. Thế nhưng mà các có mấy người lớn tuổi thì người ta ngồi người ta đánh hay đánh ba tiêu. Ngồi đấy thì giữa hồ người ta đánh cả hai bên, nên là người ta chủ hồ người ta mới dỡ cái cầu đấy đi anh em nhé. Mình cũng rất buồn bởi vì mình hay ra đấy mình ngồi câu, mình không đánh bắt tiêu nhưng mà cái điểm ở đấy câu cá tụ rất là nhiều, nên là trước mình hay câu ở đấy. Anh em lưu ý ở cái hồ này câu thì những cái chỗ mà có cái gốc cây nó trồng lên này thì nó là ngày xưa nó là cây bạch đàn, thế này thì nó đổ chéo ra, nên là anh em câu đẩy ý một chút, tốt nhất là già ổ trước một lúc đi xem nó có bị mắc bị miếc gì không thì anh em câu. Cái điểm này thì nó hơi nhiều bùn, và cái góc đây, góc này, góc bên bờ tường này thì nó hơi nhiều bùn một chút, còn ở góc bên trứng cá thì ít bùn, ở đây thì cũng hơi nhiều bùn, còn ở cuối hồ thì siêu nhiều bùn luôn. Cuối hồ này ở đằng bên mộ bên kia thì siêu nhiều bùn luôn, còn cái đằng bờ bên cây trứng cá đây đổ xuống thì nó lại là đất trơ anh em nhá, nó là đất thó nhá. Đây này anh em, nhưng mà nó lại hơi dốc, anh em ném mồi ở cái đằng góc này thì anh em lên nắm mồi hình cục gạch một tí xong anh em ném xuống thì nó không bị trôi mồi. Đó. Ngày xưa thì có một cái điểm câu mà khi nào cũng có người câu. Đấy là vào cái cổng này một chút này. Đó. Vào cái cổng này một chút, đây nó ở cái chỗ gốc cây trứng cá này. Đây gốc cây trứng cá này. Cái điểm đấy đánh thẳng ra thì rất chi là hay. Gần như là lần nào mình đánh cũng được cá và người ta đánh cũng được cá cả. Như lần nào đến thì cũng tranh nhau ngồi ở đấy cả anh em ạ. Thế nhưng mà về sau nó có một gốc cây nó đổ chéo ra đấy, thế là người ta không câu đấy nữa. Và bản thân mình cũng không câu tại vì nó hay bị mắc. Nên là mình không câu. Đó. Anh em trông ngóng ở cái hồ này đi. Hoặc mấy cả cái hồ nốt ra là chỗ này thì nó có 3 cái hồ đấy. Còn ở bên trong đây là một hồ nữa, hồ nhà Tân Ngải, thì cái hồ đấy thì cũng thế, đóng dịch cùng mà. Khi mà được mở thì sẽ là mở cùng anh em nhé. Thì cả hồ nhà Lượng đấy nữa thì anh em phân bố ra đều thôi. 3 hồ này mà thoải mái mà, cá đều đói hết cả anh em. Khi mà được có lịch câu phát là anh em nhảy vào câu thôi. Mình khẳng định hôm đầu tiên đến anh em không thể lỗ được anh em. Đây này, cá nổi rất chi nhiều này, rô phi này. Này mà gặp mấy ông ba tiêu thì ông ấy cào cho 3 đường thì chắc là lên vài chục con rô phi quá, cả cá mè con. Bên về nước thì bên nước ở bên này thì không được sạch bằng hồ nhà Tân với cả ở nhà Lượng anh em nhé. Nước ở bên này mình cũng nói luôn là nước bên này khá không được sạch. Thế mà nước ở bên hồ nhà Lượng đây, hồ video hôm trước đấy thì nước khá sạch, và bên hồ nhà Tân nước khá sạch, còn hồ này thì nước không được sạch cho lắm anh em nhé. Anh em mà cân nhắc một chút. Đó. Giá cả thì 3 hồ nó đều như nhau hết. Thế còn địa chỉ thì mình nói thực sự là quá nhiều rồi. Anh em nào mà hỏi mình địa chỉ đâu thì xin mời xem lại ở cái đầu video anh em nhá. Rồi ok. Đó. Quay qua cho anh em xem thêm một chút nữa ở cái hồ. Cái điểm này này, điểm này cũng hay câu này. Đây điểm vào đây một phát. Thì anh em sẽ ngồi ở đây. Ngồi ở đây thì anh em sẽ đánh ra. Đánh ở đây ra thì nếu mà anh em đánh ở cái chỗ này, đây là chỗ này này. Đó, nếu mà anh em đánh ở chỗ này ra thì anh em không đánh gần nhá. Anh em đánh ít nhất phải tầm 2 tầm cần giúp mình. Hoặc tầm 2 tầm cần giúp mình, bởi vì tại vì sao? Tại vì ở bên cái rễ mương này này, người ta vứt rất chi là nhiều cái máy blue ấy, máy blue với cả gạch. Ở dưới này thì bản thân mình đã xuống mò chai là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng có một vài lần mắc lưỡi câu ấy. Để mình xuống mình lấy. Thế nhưng mà khuyến cáo anh em là sao, mắc lưỡi câu thì không lên xuống lấy, nó rất chi nguy hiểm. Ai biết bơi thì hãng xuống, mà nó không biết thì thôi. Tại mực nước chỗ này nó khá sâu. Nó hơn 2 mét cơ.
anh em mà câu xa ra một chút, thứ nhất là nó ít bùn, cái thứ hai nữa là nó không bị mắc que quẽ rồi tấm blue và liếc. Nhưng mà tấm blue này là nó mắc, nó bên dưới nó mắc cái chủ yếu nó cái lúc mà mình dê vào ổ anh em ạ, thì nó mới bị mắc thôi. Còn bình thường thì anh em ném xong dê để lên trên chốc ổ rồi anh em thả cho lục nó từ từ nó xuống ở trên chốc ổ thì không vấn đề gì cả anh em nhé. Đó, hồ câu Vân Dũng 100.000 ngồi cả ngày. Ui ôi anh em ơi, con mè to thế này đang bơi này. Ui, con này phải tầm 3 cân ấy anh em ạ, không biết là anh em có nhìn thấy không, một đàn luôn, có hai con mè và rất nhiều rô phi luôn. Đó, nó đang nổi, hôm nay cá nổi anh em ạ. Nhìn muốn đi câu lắm nhưng mà do người ta đang cấm thôi nên là chịu thôi. Đó, thì hy vọng là sau cái video này thì các anh em nào mà đến cái hồ câu này, hay là đến những cái hồ câu nhà Lượng, hay là đến hồ nhà Tân Ngải thì thực ra người ta khóa cửa rồi, mới không thể review bên trong đáy hồ rồi như nào cho anh em xem được cả. Hồ này thì nó có chủ yếu là trôi và cá chim, và mè thì cũng có ít anh em nhé. Chép nữa thì thực ra thì chủ yếu nó là trôi, thì trôi nó là nhiều. Đánh cái mồi của mình thì tương đối là hợp trôi. Anh em nhìn tầm chép nó đang sầm ngay ở đây, cách khoảng tầm 2 tầm cần này anh em. Đó, tầm chép sầm rất chi nhiều luôn. Không biết là mình quay phim thì anh em có thể nhìn thấy được không. Đấy, cả một đám tầm chép nó sầm luôn. Rồi, ok. Hy vọng là sau cái video của mình này thì anh em đến cái hồ câu này, chỉ thứ nhất là biết được giá cả, thứ hai là biết được địa hình hồ, thứ ba là biết là lên câu chỗ nào, không lên câu chỗ nào anh em nhé. Ok, thì hẹn gặp lại anh em ở các cái video gieo sau. Hy vọng sau cái video này thì anh em có cái điểm câu lý tưởng cho anh em tự chọn thôi. Giá cả thì cũng biết rồi, khi mà anh em ngồi đây lưu ý mỗi một điều là được nhiều cá thì anh em giấu đi thôi, cho chủ hồ người ta đỡ sốt ruột, là hỏi được con nào chưa thì cứ chưa được cho nó nhanh, người ta đỡ thắc mắc anh em nhé. Ok, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình đi nhé, mình ra những cái video sau nó chất lượng hơn. Ok anh em.